Thưa quý vị, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô năm 2023. Các thủ khoa xuất sắc được tuyên dương là những sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học, học viện với thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện. Nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên, sinh viên năm tốt các cấp, là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài sáng kiến giải pháp thiết thực, hiệu quả đạt giải trong nước và quốc tế xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu của sinh viên thủ đô trong học tập và rèn luyện. Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp tại các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô Hà Nội là hoạt động thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của thủ đô Hà Nội với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đồng thời là sự ghi nhận biểu dương về kết quả học tập, rèn luyện, tinh thần vươn lên của sinh viên thủ đô. Chương trình đến nay đã bước vào năm tổ chức thứ 21 và đã có hơn 2.165 thủ khoa được vinh danh và nhiều thủ khoa trong số đó đã có bước đầu thành công trong sự nghiệp. Tại Trung tâm Văn hóa Sứ Đông, tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng vừa chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 với chủ đề Thanh niên Hải Dương với khởi nghiệp lập nghiệp trong thời kỳ công nghiệp 4.0, cùng dự có lãnh đạo các sở ngành và 250 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng và lãnh đạo các sở ngành trực tiếp đã trả lời 17 lượt ý kiến kiến nghị của đoàn viên thanh niên, trong đó tập trung vào ba nhóm vấn đề gồm chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và một số ý kiến khác. Đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đoàn viên thanh niên đã kiến nghị khá đầy đủ những vấn đề mà xã hội quan tâm hiện nay, trong đó có nhiều ý kiến đề xuất hiến kế tháo gỡ khó khăn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục quan tâm xem xét các ý kiến kiến nghị của thanh niên để trả lời kịp thời đầy đủ bên cạnh đó tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác thanh niên ưu tiên hỗ trợ vay vốn dạy nghề giải quyết việc làm tham gia chuyển đổi số cho thanh niên tiếp tục nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh đã diễn ra trong không khí phấn khởi dân chủ thẳng thắn và cởi mở. Nhiều vấn đề thanh niên Hải Dương đang băn khoăn hoặc gặp khó khăn, vướng mắc đã được Chủ tịch UBND tỉnh và các lãnh đạo sở ngành giải đáp tháo gỡ. Tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi, trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phối hợp với tổ chức cứu trợ trẻ em triển khai lớp tập huấn cho nhóm phụ trách và nhóm tình nguyện viên triển khai chiến dịch Thế hệ hy vọng với hai chủ đề: Vì môi trường xanh và làm chủ tương lai. Chiến dịch Thế hệ hy vọng được thực hiện với mục đích xây dựng được đội ngũ nòng cốt làm tốt công tác tuyên truyền và tạo nhân tố để đào tạo, phát triển các nhóm truyền thông khác trong học sinh thông qua các nội dung của bộ công cụ chit được chia sẻ trong lớp tập huấn đã giúp cho nhóm phụ trách là cán bộ trung tâm truyền thông thanh thiếu nhi giáo viên các trường có học sinh đến tham gia chiến dịch và một số sinh viên tình nguyện viên hiểu rõ được cách thức làm việc thúc đẩy và hỗ trợ nguồn lực từ đó hướng dẫn cho nhóm nòng cốt cùng các bạn học sinh được phỏng vấn lựa chọn trước đó đến từ trường trung học phổ thông phan đình phùng trường tiểu học đoàn thị điểm và các câu lạc bộ đội nhóm hoạt động xã hội trên địa bàn thành phố hà nội để từ đó có thể vận hành được các dự án cộng đồng, có kỹ năng về truyền thông, về cách thức lập kế hoạch và tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường hiệu quả, xây dựng được kỹ năng lựa chọn ý tưởng, ứng dụng nền tảng và công cụ đo lường trong quá trình thực hiện chiến dịch. Trong khuôn khổ của lớp tập huấn, nhóm phụ trách và các bạn tình nguyện viên đã tham gia những hoạt động thú vị như chia nhóm để thảo luận về mối quan tâm của đối tượng hướng tới chủ đề chiến dịch, tranh biện để bảo vệ lập trường của nhóm hay đóng giả các nhân vật để xử lý tình huống.